Trời, bà này đẹp gái vậy mà đòi uống thuốc chuột gì cho nó uống vậy? Đủ dựa vào quá thầy. Nhập viện ở bên Tâm Anh thầy, nè, miếng dĩa Tâm Anh. Rồi bác sĩ nằm 5 ngày theo dõi, thì bị thoát gì để điểm, chèn ép về thần kinh. Rồi. Chứ nó bị chèn ép trên sống cổ. Sống cổ luôn, nó bị tổn thương rễ thần kinh C6, C7 nè. Rồi tổn thương luôn cái thắt lưng xương cùng L5X1 luôn. Trước thầy cho về, rồi sao từ hồi về về cái tay nó làm đũa không được. Nó sao? Cầm nó đũa. Làm đũa không được. À, mà uống thuốc men sao đây? Thuốc mà ngưng. Uống đủ hết rồi. Thực ra là đối với cái bệnh như của chị đó nha, thì tôi dặn dò mấy điều. Cái thứ nhất á, là phải cố gắng ăn 16-8. Chưa ăn được, ăn 10 giờ ăn là tự gì. Bây giờ tự nãy giờ mặt con đỏ lằn à. Nó làm như hừng, nó đói, nó chịu không nổi. Rồi thì bây giờ mình muốn mình tập. Thí dụ mình ăn nhịn tối xong cái sáng, thí dụ 10 giờ mình ăn. Dạ. Rồi cái mốt cái mình nhích lên 10 giờ rưỡi. Rồi nhích lên 11 giờ, từ từ. Như 10 giờ cái ăn xuống cái hết, cái giờ tự nãy giờ hừng cái mặt đỏ luôn. Được, không sao đâu. Dạ. Bây giờ mình tập ăn thôi. Dạ. Không có sao đâu. Ha? Nhưng mà phải nhìn ăn. Dạ. Thì nó mới tốt được. 8 giờ tối là không ăn. Rồi cái sáng mai thức dậy là khoảng độ chừng 10 giờ ăn. Rồi múc 10 giờ rưỡi. 7 giờ ngưng ăn. 7 giờ đi sắp sửa đi ngủ à. Bữa ở thì đi ngủ rồi vậy đó. Rồi. Còn là cái trường hợp của chị là chị chùm đá chưa? Dạ có. Rồi tốt rồi. Hút không khí chưa? Dạ có. Rồi tốt rồi. Bởi vì cái bệnh của chị là bây giờ nó nguyên cái cuộc sống nó bị tổn thương hết rồi. Từ đốt sống cổ, đốt sống lưng, từ L4, L5, rồi L5S1 nó bị hết rồi. Nó chèn ép, nó coi dính hết rồi. Đó, để thầy mượn cái cây thì gõ cái bà này dính cơ nào. À, thầy đụng cái tay nó cũng giật. Chứ đừng như cái kia. Đó, chưa gì nó đã giật cỡ khỏe hết rồi. Vậy tốt. Rồi, thì cái chuyện mà chị này chỉ dùng á, thì tôi không biết là có đủ để mình uống không, tại vì bữa nay như rượu nhào hết rồi. Trời ơi, con gọi điện thầy gửi mua rượu ớt sợ hết, làm cái thùng mốt gửi gì còn để cho nó. Dạ. Nhưng mà rượu nhào thì có mua 2 chai rượu khớp chứ có 1 chai rượu nhào. Ô, thôi được rồi, tốt quá rồi. Bây giờ nghe lời tôi, bây giờ tôi sẽ dặn lại cái cách uống một cách kỹ lưỡng rồi ông nghe luôn ha. Cái thứ nhất á, là rượu ớt á, là mình nhớ là uống, bao giờ cũng uống sau khi ăn cơm no. Ăn cơm no. Yeah. Bao giờ cũng ăn cơm no. Rồi xong á, rồi mình ăn cơm no xong, rồi mình uống. Nhưng mà uống là, thứ nhất là nếu như những người nào mà đã bị lét dạ dày á, ha, bị bệnh đau dạ dày từ trước tới nay á, mình uống vẫn được như thường. Nhưng với điều kiện là mình phải pha với sữa chua, da ua đó, và mình uống không nhiều, uống chỉ nửa muỗng cà phê rượu ớt thôi, pha với cái bình sữa chua. Mình uống như vậy á, trong vòng một tuần lễ thì nó sẽ làm lành cái vết thương. Có nhiều người bị trĩ á, họ uống cái này xong á mà cái bú trĩ teo luôn. Với làm bữa chưa uống rượu ớt thì cái tim nó mệt. Vì uống này nó hết rồi ha, nó hết bài. Cái đó thì nó hay lắm. Rồi, để tôi dặn tiếp. Thế thì có những người nào thì mình uống á, thì mình tăng liều lên. Dạ. Nhất là mình bị cái xương khớp á, thì mình tăng liều lên. Nửa muỗng, một muỗng, một muỗng rưỡi, hai muỗng. Mà hai muỗng là tối đa. Dạ. Thì cái đó kéo dài có khi cả tháng, hai tháng sau mình uống tới đó. Nhớ cái điều đó. Dạ. Rồi, có những người cái dạ dày họ tốt, thì họ không cần sữa chua. Nhưng cũng phải thử. Nói thì nói vậy nhưng phải thử. Bữa nay có người báo gọi điện cho tôi nói, tại sao uống rượu ớt vô mà nghe nóng cổ mà khan cổ. Tại vì người uống không đúng. Là một. Hai nữa là cái người đó là dị ứng với ớt. Có người dị ứng với ớt nha, mà người đó lại là tôi nè. Tôi hồi xưa hỏi kia nó chừng một chút xíu ớt nè, tôi cắn cái môi tôi nó phồng lên nè. Nó dưỡng tới mức độ vậy. Đừng uống với Yakult, nó nhiều khi hết Yakult đi, giờ lỡ phải ráng uống. Trời ơi, uống vô xong rồi cái
ở sau lưng nó lối gì đâu mà nó đau, nó nóng hay sao gì đâu, khó chịu con người làm da cua đó, hết da cua. Da cun, con uống da cun. Da cun rồi được da cun. Bằng nước á. À, cũng được. Nhưng mà hết rồi cái con uống ớt không, trời ơi uống vô nó sao mà nó nóng từ trong gan. Thành ra đừng uống vậy. Bởi vì cơ thể mình không đáp ứng được. Thành ra là phải có dừa sữa chua. Mà từ khi tôi uống sữa da cua xong giờ tôi không bị nữa. Mà hồi xưa tôi uống nhiều lắm. Tôi uống một muỗng cà phê rượu ớt tôi pha vô ăn. Ăn xong hết cái da cua xong rồi tôi quất thêm hũ vô nữa. Thấy không? Để cho nó an toàn. Nhưng mà nói lại cái vấn đề này. Có nhiều người uống vô mà bị dị ứng thì nóng rồi khan họng, khan cổ, không đừng lo. Cứ uống tiếp. Nhưng mà nhớ vậy nè. Là mình mà không có phù hợp thì mình ráng tăng thêm lọ da cua nữa. Rồi người nào mà không bị tiểu đường nha. À, thì có thể mình dùng gì? Mật ong. Mình chưa quen chưa chơi. Con quên hỏi thầy, vì sáng ngủ dậy á, con làm một muỗng canh mật ong với lại một muỗng cà phê nghệ. Khi ăn 16-8 là không được dùng mấy thứ đó. Rồi, cái thứ nhất. Khi mà uống rượu ớt, điều tối kỵ là không được uống nghệ. Vậy giờ về bỏ. Bỏ nghệ. Bởi vì á, là trong cái thành phần của nghệ á, nó đã có thành phần ở trong cái rượu ớt rồi. Mà mình uống vậy á, là liều quá cao, nó sẽ gây đến nguy hiểm cho mình. Với lại đúng là nó làm như lên máu luôn. Lên máu. Thấy không? Dạ. Thôi, biết rồi, bỏ đi. Dạ. Mình uống rượu ớt đủ rồi. Rượu ớt đủ chơi rồi. Bây giờ từ trước giờ chị uống nghệ á, dạ, chị thấy cái tim chị đâu có khỏe đâu. Dạ. Nhưng mà uống rượu ớt vô tim khỏe liền. Dạ. Nó đỡ mệt. Nó đỡ mệt liền. Nó thấy gì chứ. Rồi bây giờ phần rượu ớt thì mọi người nắm được rồi, nắm cho kỹ đó. Bữa nay hôm nay nói thì mới rõ đó. Rồi bây giờ vấn đề mà nhào với khớp, tại chưa, vì chưa mới mua chưa mới mua thì về bây giờ bắt đầu biết để tôi chỉ dẫn nha. Giờ cái nhào với rượu ớt á, thì hai cái này á là nó kết hợp với nhau á, thì nó có một cái điều này nè. Rượu thấp khớp là nó chữa chuyên về viêm đa khớp dạng thấp, tức là bệnh nào mà đau về các khớp xương là dùng nó được hết, được chưa? Còn cái thằng rượu nhau thì nó đặc biệt có cái nè, thằng kia là về khớp, còn thằng này thì về thần kinh, nó đề về thần kinh, nó điều hòa âm dương của mình, nó điều hòa hệ thống thần kinh thực vật của mình, nó điều hòa cái nó làm cho tăng cái sức đề kháng cơ thể mình. Hai cái thằng đó nó kết hợp nhau nó kinh khủng vậy đó. Thành ra là một thằng chưa khớp, thằng chuyên môn về thần kinh. Thành ra khi uống á, thì phải uống để tôi hướng dẫn cho các đứa. Buổi trưa đó thì mình dùng một muỗng ăn canh rượu ớt, cái ớt bỏ quên chưa quên. Một muỗng ăn canh rượu nhào, một muỗng ăn canh rượu khớp. Rượu khớp pha lại. Đánh với nhau. Đánh nhau xong rồi mình đổ một nước ấm vô. Có nghĩa là đổ một cái ly nước ấm vậy nè. Thì cái ly nước ấm đó là mình uống vô là nó có hòa hai chất đó rồi. Rồi mình uống trước và trong khi ăn cơm, còn sau khi ăn cơm uống rượu, rượu ớt. Xong buổi chiều mình ăn cơm xong rồi, duy nhất chỉ cần rượu ớt đủ rồi sau khi ăn cơm. Nhưng một điều quan trọng là 8 giờ tối, nghe này nha, 8 giờ tối lấy một ly rượu nhào, một ly ớt, một muỗng ăn canh rượu nhào, một muỗng ăn canh rượu khớp hòa với nhau, đổ nước ấm vào, uống nước ấm ấm uống vào đó. Đó là bình thường, đó là bình thường. Bình thường là một muỗng ăn canh rượu nhào, một muỗng ăn canh rượu ớt. Bất thường, bất thường là sao? Bất thường là những người nào mà ngủ không được, mất ngủ, thì lúc đó một muỗng ăn canh rượu khớp, hai muỗng ăn canh rượu nhào. Hiểu chưa? Hiểu không? Còn người nào ngủ ngon thì chỉ cần một muỗng ăn cơm rượu nhào, nhưng mà các khớp lại đau nhất thì lại hai muỗng ăn cơm rượu khớp. Bắt đầu nắm được rồi ha. Thì cái đó là cách mình pha chế thôi, rồi đổ nước nóng vô uống thôi. Ở đây có rất là nhiều người bị ngủ không được,
mất ngủ bao nhiêu năm? Hai đêm chưa nhắm mắt luôn. Hai đêm là chưa nhắm mắt em. Có hàng mắt. Rồi không sao, vài bữa mắt mới mướt mượt, đừng lo. Thì nó đái luôn trong quần. Bạch tả, bạch tả. Đã. Tại vì nguyên nhân á mà 40 phút đi tiểu một lần á, nó có nhiều nguyên nhân lắm. Ha. Trong đó là thứ nhất u sơ tuyến tiền liệt. Bây giờ cái khối u nó to lên rồi nó chèn ha. Thì có tốt không sao đó. Nó không sao. Nhưng mà phải uống lâu dài tới này nó sẽ nhỏ lại. Với chườm đá nóng á, chườm nóng có dùng đó, đó. Rồi nó còn nhiều nguyên nhân lắm. Chưa tôi chỉ nói sơ sơ thôi. Tôi chỉ nói cái tổng quát thôi, còn cái gì chung đó, cái gì mà chuyên sâu vô tính sao. Ha. Rồi, bây giờ là chị nắm được hết rồi, bây giờ bệnh của chị là không có thiếu gì hết. Bây giờ là chị hiện nay chị khó chịu gì nhất? Cái đau cái xương sống. Đau cái lưng. Rồi gì nữa? Với lại đi cứ sợ té đi. Nó cứ muốn ngã vậy. Ngã gì trước hay ngã gì sao? Ngã gì sao? Ngã gì sao? À nó là bực ngửa đó. Rồi ngồi xuống đi. Khi mà đầu mà chú chuối về đi á, mà chú chuối về phía trước á là gần đất xa trời rồi. Cái gì ghê vậy? Còn phải đi bật ngửa vậy đó. Là cái đốt sống lưng á là nó muốn thối quá mà phôi quá hết đến cái đốt sống này. Thành ra mình đi mình cứ ngửa ra sao. Một đêm ngủ nó giật nâu ngay. Bữa nay là hết giật rồi. Bữa nay là gặp thầy là hết giật rồi. Bữa nay tôi chữa xong cái là về nhà uống y như tôi nói. Ở con nói đăng ký cứ tuần con đi 2 ngày. Ngày thứ 3 với ngày thứ 4. Nằm lên đi, nằm lên. Nằm cái này rồi. Không được ha, đi luôn hả thầy? Rồi. Đi luôn cũng được. Rồi nằm xuống. Muốn đi đâu đi. Ở đây không có gì khó dễ, cứ đóng tiền đầy đủ rồi dạ. Vô gặp hoài. Chị lên tới chứ. Mình lên chứ. Chị này là bà chủ tiệm vàng của Vĩnh Cửu. Trời ơi, không có thầy ơi. Rồi, bé lên. Có một mình mà dân. Nằm yên. Có một mình vắng vàng đâu có. Đó. Nhà bà lúc nào cũng có 100 lượng vàng. Tôi nói bà nghe, nói đừng cãi. Dạ. Hồi xưa là má tôi dặn á, thấy ai mà nói con giàu con cứ nhận đi. Đừng nè, ta thấy ai mà nói giàu thì mình nói đúng rồi, nó giàu lắm. Mình cứ nhận đi, giàu cho nó sướng. Còn chuyện mình giàu nghèo kệ mình, chứ ai có ai lấy tiền mình được đâu. Tại vì mọi người biết sao, ở Vĩnh Cửu á là nóng lắm. Vĩnh Cửu là nó gần thác Trị An á. Dạ. Đó. Mà thấy không? Ở trên đó mấy người Vĩnh Cửu, người nào da đen á, bà này da trắng bóc này. Một là bà có chủ tiệm vàng, hai là bà chủ vườn bưởi. Mà nhà thì ở kế bên bờ sông cho nên mát mẻ. Mình nói không? Rồi, nhấn, 1, 2. Tập yoga suốt rồi. Người dẻo mà. Một người đẩy được rồi. Rồi. Tôi thấy ông này, ông đứng, ông điệu lắm đó nha. Ừ. Nè, bây giờ tôi chỉ cho ông đứng nha nè. Đây. Cái tư thế nó vậy nè. Thấy không? Thấy chưa? Đứng cái tư thế mà tôi nhìn vậy nè. Ông đứng ông bệnh bụng. Đúng rồi, tôi kéo bụng vậy nè. Thấy không? Rồi, đó coi làm cái tấn đàng hoàng, làm cái ảnh cái bụng nó ớn luôn. Em đứng chích lên đi. Đứng chích lên đi. Rồi. Rồi, thả lỏng người ra. Rồi chứ mày thấy cái này có chừng tá ngã rồi sao nha. Xích vô trong chút. Đó. Rồi đất ơi. Rồi được. Quay nè.
mấy ông mà liệu hồn nghiêng trở lại mấy ông mà làm là không khéo là bà về bắt mấy ông trả nợ bằng cách lên đỉnh cuốc đất. Cái vườn bưởi, cái vườn bưởi ở trên đó chỉ không có thầy ơi, chỉ có 50 hectare thôi à. Mà cuốc đất ta đã nói rồi đừng có cãi, bà này cứ chạy chạy quên ta dặn rồi, thầy đã dặn rồi, nhà không có tiền bạc nhiêu, nó chỉ có 50 hectare trồng bưởi thôi. À, đừng cãi thầy, cứ nhận đi. Nhưng mà lần đó là cuối em giọng cười của thầy. Rồi chưa? Thích rồi đó. Rồi được rồi. Trời ơi, ngủ hộ tâm tình. Ngồi dậy, ngồi dậy. Nè, tả ba cái này nè. Cái này là bằng vàng đen á. Chết xuống, rồi. Điều qua thể với cái hệ thần kinh toàn cơ thể thôi, có gì đâu nhẹ nhàng. Bị cột sống lưng nặng lắm đó, không biết này. Dạ. Thôi ngồi vậy. Trời ơi, đã gì nằm, đâu. Nằm nghiêng qua chống lên, à, từ từ lên. Đó, ngồi vậy đó, rồi đánh cái hai chân cho đều, rồi lên bà tuột cái muốn xuống luôn à. Đánh cái hai chân đều đó, ok. Để thấy có nghe nhẹ nhàng không? Nhẹ hôm qua này à, hôm qua giờ là đã rồi phải không? Giờ đi tới vòng đi cho nó thiệt là mẻ coi, cứ bình tĩnh đi từ từ thôi. Đó. Để coi còn có bật ngửa coi còn gì nữa không? Nhẹ. Tướng này tướng quan chứ không phải tướng dân thường. Bóc vác gạo. Giờ con bóc hết nổi rồi. Giờ con bóc không nổi nữa. À, giờ hết bóc nổi rồi. Ngày nào ba cũng bóc một lon gạo á. Bóc bỏ vô nồi nấu. Ok. Dạ. Thôi nhớ nha. Dạ. Những lời thầy dặn bị bệnh này phải lâu dài nha. Rồi ok, phải giữ sức khỏe. Không biết, cứ hỏi Kiên. Ở đây tôi chỉ là phục vụ, là Kiên nó chỉ